Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó một trường hợp tử vong. Do đó, việc triển khai các biện pháp phòng tránh bệnh bạch hầu là cấp thiết vào lúc này. Bệnh bạch hầu là bệnh đã có vaccine và kháng sinh đặc hiệu để phòng và điều trị. Những năm gần đây, cả nước chỉ ghi nhận ca mắc bệnh rải rác tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt 100% đối tượng tiêm. Để phòng ngừa dịch bệnh bạch hầu, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh hiệu quả nhất. Tỷ lệ bảo vệ của vaccine lên đến 97%. Cơ thể chỉ cần từ 2 đến 3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh.